Rồi em xin phép anh chào tất cả cô chú anh chị, mình đang xem video trên vườn lan Minh Thắng anh chị em ha, của kênh vườn lan Minh Thắng. Thì hôm nay em giới thiệu với anh chị em mình một cái lô nữa, đó là cái thằng vàng lưỡi đỏ nha anh chị ha. Dòng này là Dendro vàng lưỡi đỏ, thì anh chị em mình tham khảo giúp em ha. Thì hiện tại là em ship cho anh chị em mình chậu là cây như hình nha anh chị em ha, cây như hình. Và em ship là 4 chậu 280 ngàn anh chị ha. Dòng này mình chơi Tết, hoa Tết nha anh chị ha. Dòng này đang nụ đây. Đó anh chị em mình chơi hoa Tết nha. Thì vàng lưỡi đỏ này một chậu nó tầm 2 thân hoặc là dữ lắm mà 2 thân thôi. Chứ không có nói một lùm được. Nhiều khi nó có một lùm nhưng mà cái chỉ số nó rất là ít anh chị ha. Thì nó lùm thì nó lùm. Tương đương với lùm, nó lùm. Đây cũng có một số chậu nó như thế này nữa anh chị ha. Đó, này thân tơ nha anh chị ha. Cây tơ hết. Chuẩn bị ra hoa cho anh chị em mình chơi Tết hết nha. Thì mặt hoa em sẽ chạy, em sẽ quay cho anh chị em mình xem luôn. Rồi đây là cái mặt hoa mà vàng lưỡi đỏ nha chị ha. Đây là vàng lưỡi đỏ, đây mặt hoa của nó đây. Cây rất là đẹp và lung linh luôn nha chị em ha. Vì ngược sáng anh chị. Thì để em quay rõ cho anh chị em mình thấy cái mặt hoa. Thì cái dòng Dendro nắng, Dendro vàng lưỡi đỏ này nó rất là thơm nha. Nó mùi thơm nhẹ thôi, chứ nó không có thơm nhiều anh chị ha. Nhẹ thôi, bây giờ này nó hết mùi rồi. Đó, thì mặt hoa như hình luôn anh chị em tham khảo nha. Cái màu vàng này là cái màu vàng rất là đẹp nha anh chị ha. Màu vàng này rất là đẹp, tại vì nó ẩn ngoài sau cái lá nó hơi xanh xanh, chứ thực tế nó màu vàng rất là đẹp anh chị ha. Vàng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn nè. Nhà tham khảo ha. Thấy đó, màu vàng đó anh chị ha. Thì cái hoa nó như thế thì anh chị em tham khảo giúp em. Thì giá của thằng này là 4 chậu 280 ngàn và em sẽ có toàn quốc cho anh chị em mình chơi luôn. Thì dòng này anh chị em mình mua về thì chỉ có việc cà chăm và đợi chơi hoa Tết thôi anh chị em ha. Đó cả nhà ơi, hàng này rất là ngon lành luôn, tại vì hàng mới vừa lú cựa anh chị ha. Là hoa này chơi Tết nè, có những cây này nó đứng ngọn nè, cũng chơi hoa được luôn anh chị ha. Cho nên anh chị em tham khảo giúp em ha. Thì anh chị nào chốt thì chốt giúp em là 4 chậu 280 ngàn vàng lưỡi đỏ nha anh chị ha. Cứ cú pháp là vàng lưỡi đỏ 4 chậu 280 ngàn. Đó anh chị em mình tham khảo giúp em ha. Thì hàng này là em có mới về một lô, rất là tơ luôn. Thì cây nó rất là mập anh chị ha, chậu là chậu phi 12. Rồi anh chị em mà chẳng hạn thì vui lòng kiểm tra hàng trước mặt cô tá giúp em nha chị ha. Để mình có những cái tục đặc gì đó mình giải quyết liền. Ví dụ như những lúc mà nhiều khi nó bị quên cho khách xem hàng á chị, thì em sẽ liên hệ với bên vô cục để nó cho khách xem hàng. Tại vì những đơn hàng bên em đi là được xem hết. Giống như cái này là vàng lưỡi đỏ nè anh chị ha, cái giò bông nó cũng không có ngắn đâu anh chị ha. Đó, giò bông nó như thế này nè. Đó, một gang tay rồi từ cái cuốn này đi xuống nữa. Đó. Nhưng mà cái chậu này thì anh chị mình xem này. Đó, một gang mấy luôn. Đó, một gang mấy luôn. Thì nó dao động nha anh chị ha, tầm một gang đến răng rưỡi, có nghĩa là từ 20-30 sang. Đó, cái nhà mình tham khảo giúp em ha. Thì chậu phi 12 thân lá thì anh chị tham khảo giúp em là vòng vòng thân lá nè. Tại vì nhiều khi em quay video để anh chị em nhìn cái đa chiều. Đó, thân thì nó mập như ngón tay. Đó, anh chị em ha. Ngón tay luôn nè. Đó. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem video. Anh chị em thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ vườn lan Minh Thắng nha anh chị ha. Thì mặt hoa em đã chạy trên màn hình cho anh chị em mình thấy rồi. Đấy là vàng lưỡi đỏ nha. Vàng lưỡi đỏ. Em có đúng một cái hoa để làm mẫu luôn anh chị. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video anh chị em ơi. Mặt hoa chơi Tết rất đáng sưu tầm. Rồi, cảm ơn cả nhà.